Xin chào anh em nhé. Sạp xe Hoàng Anh 999 1001 Hồng Hà Trương Dương Độ xin kính chào quý khách nhé. Số điện thoại tư vấn của bên mình là 0905 958889. Hôm nay thì bên sạp xe mình có về một gọi là cực phẩm luôn đấy nhé. Một cực phẩm Honda Cúp Tôm CM125. Chiếc này là đời chót năm 2000 và đăng ký lần đầu năm 2003. Biển kiểm soát Hà Nội, chính chủ một chủ sử dụng từ mới luôn nhé. Biển 29E294748, cái biển rất là đẹp. Và nó chuẩn chỉ là xe nhập khẩu Nhật Bản nhé. Đây, để cho các bạn cùng nhìn. Đây ạ, JC05E550685. Đấy, đây là cái số máy của xe, đầu máy của xe Nhật này. Là cái số máy 55 là đầu này. Đấy, để cho anh em nào kỹ tính, người nào mà kỹ tính thì chơi con này thì là hết bài luôn nhá. Đấy. Chiếc xe này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn nhá. Nó là một chiếc xe chính chủ, một chủ sử dụng từ mới đấy. Và mua từ năm 2001, đời chót 2000. Và đăng ký năm 2002 ạ. Và chiếc xe này được giữ gìn rất là kỹ lưỡng. Mới đi có 2.383 cây số nhá. 2.383 cây số. Tất cả phần chi tiết về sơn nhựa, về sơn là đang được dán ni lông tất. Đây, sơn là đang được dán ni lông nhé. Đây các bạn cùng nhìn này. Sơn là tất cả. Cái phần sơn là bình xăng này, bình cốp này, và cốp xe là dán ni lông tuyệt đối, không có một vết nào gọi là vết xước ở đây cả. Xi mạ thì sáng bóng, xi mạ của xe sáng bóng, và đặc biệt là cục máy thì nó là cục máy chất khủng khiếp luôn, nó zin từ đầu đến đít luôn nhá, chưa chạm một con ốc nào cả. Đấy, máy móc là chưa chạm bất kể một con ốc nào cả. Các bạn chú ý vào cái bên con ốc này của cái bưởi điện này. Đấy, ốc củ đề cũng zin 100% nhá, ốc bưởi điện chưa một con nào chạm này. Các bạn cùng nhìn này. Đấy, đấy. Tất cả con ốc của điện nhé, zin hết 100%. Và cục máy đây, các bạn cùng nhìn cái thân máy của nó như này, khô đét nhé, không một vết dầu mỡ nào cả. Xe cực đẹp. Đến cái ốc tăng cam còn chưa thèm chỉnh nhé, ốc tăng cam chưa chỉnh luôn. Những cái ốc này của cái bên cái họng ga, họng gió của chế vào chưa mở luôn, zin tất cả 100%. Bước máy da côn, da của một miệng rất là đẹp. Cái da máy rất là đẹp nhá, nó căng đét luôn này. Nó xịn theo thời gian rất là đẹp. Ở ngoài nhìn nó cũng rất là bắt mắt này. Như cái mang cá nó rất là đẹp như thế này. Và xe nhập Nhật thì đấy, như các bạn cùng nhìn đấy, là cái ga chắn xích của nó sẽ có 3 cái loại tem. Thứ nhất là tem về cái thông số lốp, là bên tay cha mình đang chỉ đây, là tem thông số lốp. Thứ hai nữa là thông số về nhôm xích. Và thứ ba là nhôm số về cái ống bô và tất cả những cái cốt của cái mã màu của nó ở đây. Là ở đây là cái tem thứ ba. Chỉ có xe nhập Nhật thì có 3 cái tem nhé. Còn các cái xe mà sản xuất tại nước thứ ba, tức là hàng 3 cục đấy. Ví dụ hàng 3 cục lắp ráp tại Đài Loan này, lắp ráp tại Trung Quốc hoặc lắp ráp tại Việt Nam thì nó sẽ có 2 cái tem như thế này thôi. Sẽ không có cái tem của cái mã màu của xe và cái ống bô ạ. Đấy. Còn đây, như các bạn cùng nhìn nhá. Cái phần của ốc của phốt còn chưa chỉnh luôn nhé. Ốc của phốt còn chưa chỉnh. Đây là cái ốc của ti thụt này. Ốc chẳng ba này. Tai thỏ này. Tất cả các cái phần về nhựa xi mạ cực đẹp luôn. Cực đẹp và sáng bóng. Con này nó zin 100% luôn nhé. Đồng hồ này, các bạn nhìn nhé, đấy, xi nhan zin này, pha thì đã có cái pha LED XP70 ở trong rồi, siêu sáng luôn, cực sáng rồi, không cần phải lắp thêm trợ sáng, trợ xiếc gì cả, mấy cái lằn ngoằn xe tăng dây thép là gì cả, đấy, tay lái này, các bạn nhìn cái tay nắm của nó còn đẹp như thế nào, tay nắm zin nhá, một bộ tay nắm zin này không dưới 2 triệu, rất khó kiếm nhá, rất khó kiếm cái tay nắm zin như thế này, đẹp như thế này, cực kỳ là khó kiếm luôn. Hai gương zin theo xe này, đấy, hai gương zin theo xe luôn, đặt gương zin theo xe nhá, đấy, gương chuẩn CM zin theo xe này,
Đấy. Thế này, tay lái của nó, các bạn nhìn cái tay lái sáng bóng luôn, không có vết hàn gì cả, xe để trong hầm mà. Không có một hầm này là gara nhà riêng nhé, chứ không phải hầm chung cư nhé. Gara nhà riêng của những người này, những người mà mua những con xe này từ mới mà những cái năm 2000 thì người ta là siêu đại gia những người ấy rồi. Con xe nó là cả một gia tài rồi. Đấy. Cái bình dầu, nắp bình dầu nó đẹp như này đấy. Đấy. Còn đây giới thiệu phía dưới, các bạn cùng nhìn nhá, tem đầy đủ luôn à. Đẹp không ạ? Tem zin luôn, đẹp, nắp bình xăng này. Tuyệt vời luôn. Bình xăng đẹp không một vết xước nào cả. Các bạn nhìn cái bình xăng nét cong này. Các cái chi tiết sơn là đan dán ni lông nét căng. Và đây, tem trước là zin luôn và không có một vết xước nào cả. Chẳng ba chẳng biết. Tem bình xăng bên tay phải này. Quá đẹp luôn. Đây nha, Japan Honda Custom đấy nha. Đấy, cục máy thì đây các bạn cùng nhìn này. Quả ốc đỉnh, quá siêu, quá uy tín luôn. Con này nó là đẹp xuất sắc mà. Tất cả những cái chủ Uzi này, những cái tẩu này đều zin hết theo xe nhé. Cái tẩu này là tẩu zin thì nó mới kín. Các bạn đi nước mà không bao giờ bị mưa, không bao giờ phải lo là nó xịn cái gì. Cái tẩu mà nó đã bị thay rồi mà nó bị thay tẩu khác vào rồi thì nó sẽ không được như thế đâu. Đấy, cục máy thì khô ron như thế này. Ốc treo máy ạ, ốc treo máy đây. Đấy, các bạn nhìn ốc treo máy nhá. Đây, cận cảnh chế đẹp sạch sẽ, không bị han một tí nào cả, không bị ố vết xăng một tí nào cả này. Bưởng côn này thì quá là uy tín luôn. Bưởng côn zin này, côn zin uy tín luôn này. Đấy, xe thì đã được mình bảo dưỡng rồi nhá. Những cái phần liên quan đến thay dầu, thay mỡ này, rồi vệ sinh lọc gió, vệ sinh má phanh này, vệ sinh nhôm xích này, vệ sinh sạch sẽ tổng thể xe thì các bạn không bao giờ phải lo. Sạp xe Hoàng Anh đã làm cho các bạn tất cả những cái việc đó rồi. Là anh em mua về là chỉ việc sử dụng, và sau 2.000 cây số, 1.500 đến 2.000 cây số thì anh em mới cần phải đi thay dầu, thế thôi, không phải làm thêm cái gì nữa. Đây, các bạn nhìn này, ống vô nhá, trong vắt nhá, sáng bóng nhá. À, sáng bóng luôn này, ống vô sáng bóng luôn này. À, HMK02 Honda đấy nhá. Đấy, tem rõ ràng này, càng xe thì đẹp, long lanh cành đào. À, các bạn nhìn, đây, đây là cái củ đằng sau của nó này, rất mới này, chưa qua sửa chữa nhé, chưa mở tí nào nhá. Đây, tem thụt này, đây, tem thụt đấy nhá. Chưa qua sửa chữa một tí nào cả. Còn như các bạn nhìn nhá, mình cho các bạn cận cảnh ra ra xịn của cái yên xe, ra xịn của yên xe căng nét luôn, rất là ít người ngồi, cho nên là da xịn mềm và cái form yên rất là đẹp nhé. Form yên nó vẫn còn vuốt lên như thế này và nó vuốt lên nó vẫn xuống như thế này nhé, tức là nó chia hai tầng cho hai người ngồi. Bình thường nhưng còn nếu mà xe này đã sử dụng nhiều rồi thì cái tay nó sẽ bằng, nó phẳng đi chứ nó không còn bò lên như thế này để ngăn cách hai bên nữa. Đấy. Đây, đây là cái vành. Vành như các bạn nhìn nhá. Đấy, vành đây. Chuẩn chỉ luôn. Ốc trụ vào cảm phanh này. Ốc này, tất cả nhá. Riêng cái lốp các bạn không phải lo nhá, hai lốp dày mịch luôn. Gác đầy đủ sau. Không có một vết han gì, không có một dấu hiệu han gì nào nhá. Đây mình quay xuống trên này cho các bạn nhìn, không có một dấu hiệu han gì nào hết. Một con xe hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ luôn. Bộ đèn hậu zin đẹp, mỹ mãn luôn. Đấy, bộ đèn hậu đỏ, các cái xi nhan đỏ lon, chuẩn chỉ luôn. Đấy. Đấy, các bạn nhìn này. Đi thụ sau bên tay trái này. Đây. MHK02 Honda. Đấy. Quả bô quá là uy tín này. Càng xe này. Để chân đằng sau, càng để chân đằng sau này. Các bạn cùng nhìn nhá, cái ống bô nó đẹp như thế này đây. Không một vết nào luôn. Cực kỳ đẹp. Có gắn cả cái chống đổ như thế này, rất là cẩn thận và kỹ lưỡng, chủ xe cực kỳ cẩn thận luôn. Tem này, tem xe này,
Honda Japan Honda Custom này. Đấy. Phần bên trên nhá, mình quay này cho các bạn nhìn này, cận cảnh luôn này. Các bạn nhìn những con ốc này. Những con ốc của cái thụt trước này, chưa qua chỉnh sửa nhá, chưa qua một chút nào. Chưa bao giờ vặn ra nhá. Chưa qua chỉnh sửa luôn. Các bạn nhìn cùng phanh đẹp chưa? Cùng phanh đẹp láng cóng luôn. Như mới luôn nhá. À, như mới. Đây các bạn nhìn nhá. Make in Italy nhá, vành make in Italy nhá. Vành riêng các cái vành của những con Honda Nhật chuẩn chỉ make in Italy luôn, chuẩn chỉ luôn. Đĩa phanh còn dày bịch này. Đĩa phanh nó hơi có một vết hơi một chút gì vì là người ta ít đi. Đấy, các bạn đi phát thì nó lại sáng bóng, bởi vì phanh nó sẽ sáng bóng. Xe này hầu như chủ xe để trong hầm nhà là chính. Rất ít đi. Các bạn bảo từ năm 2000 đến bây giờ mà đi cũng 2 vạn cây thì nó ít như thế nào rồi. Đấy, đây, ốc trục này. Da thụ thì cực kỳ đẹp. Không một vết nào ăn gì cả. Chẳng ba, chẳng biết đẹp như thế này đây. Đây, quay ra tổng thể cái xe cho các bạn nắm thật kỹ này. Con xe nó hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ nhá. Tất cả các chi tiết của xe là đều trong tình trạng hoàn hảo nhất. Không một vết mũi đốt nào luôn. Không một lỗi nhỏ nào luôn. Tất cả các chi tiết của xe đẹp hoàn hảo luôn. Mọi chi tiết không qua chỉnh sửa, không qua vặn nước gì cả, không qua một cái cờ lê nào hết. Tất cả mọi chi tiết trên xe là zin. Rồi thế thì mình sẽ báo giá chiếc Honda CM hàng đẹp xuất chúng này. Chiếc Honda CM đời chót năm 2000 này đang được bên sạp xe Hoàng Anh mình bán ra với mức giá bán là 79,5 triệu nhé. Một mức giá bán cực kỳ là tuyệt vời cho các anh em nào muốn sở hữu con xe này. Các bác nào thật sự là khách hàng kỹ tính của sạp xe Hoàng Anh luôn luôn lúc nào cũng muốn hỏi là Honda CM Nhật nhập Nhật sản xuất tại Nhật thì đây chính là thứ xác là nó đã về đến sạp xe Hoàng Anh mình rồi. Giá bán là 79,5 triệu và giá bán đó không bao gồm chi phí sang tên và chi phí vận chuyển nhé. Mình xin nhắc lại giá bán của chiếc Honda CM này là 79,5 triệu không bao gồm chi phí sang tên và chi phí vận chuyển, anh em lưu ý giúp mình ạ. Và các bác có thể đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng là sạp xe Hoàng Anh 999-1001 Hồng Hà, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội để xem trực tiếp con Honda CM này. Còn anh em nào mà ở xa chưa có điều kiện đến trực tiếp thì anh em có thể xem kỹ cái video, sau đó alo đến cái số điện thoại tư vấn là 0905 95 8889, mình sẽ tư vấn cụ thể cho anh em nhé. Rồi, thế thì mình xin dừng video ở đây ạ. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo ạ. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại ạ.